Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Trời ơi, nín đi em ơi, nín đi em. Chơi game cho cố vô dưỡng mắt nó đục thủy tinh thể rồi em ơi. Có gì nào bị mù luôn không vậy? Không có, tin anh. Chơi game anh chơi riết mà anh có bị gì đâu, không biết sao nữa. Thôi được coi, anh chở em tới bệnh viện nè, nhanh lên. Chuyện gì vậy? Đi khám bệnh chứ đi đâu anh trai? Tôi đi khám bệnh em, qua cái đậu xe mày. Rồi, trời ơi, từ từ lần đầu tới không biết. Rồi, ơi, mở cửa, mở ra đường. Coi, đợi xíu. Coi lẹ đi. Coi cái biển số cái. Rồi, lưu lại. Rồi, đi vô đi. Rồi, cảm ơn. Không phải thử xe mày, thằng tôi gà kêu. Được rồi, mở ra. Rồi. Rồi, cảm ơn. Được rồi, bây giờ em thấy đường không? Để anh dắt em vô nè em ơi. Rồi, đi theo anh. Đây nè, trời đất ơi, bị mù quá trời. Đến đây nè. Rồi, con mắt nó bị gì anh chạy. Cầm chạy xe, anh chạy xe, dập chân. Ê, cầm thẻ xe này kia. Đó, cầm đi, xíu quẹt lên đi về. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, vô em. Đây nè, trời ơi. Quay. Làm gì anh? Tôi vô khám bệnh hồi nãy nói rồi. Ghi vô, ngồi đây, ghi cái sổ. Cái gì đó vậy? Trời ơi. Ghi cái thẻ COVID. Cái vậy? À, không có biết chữ, tao là giang hồ, tao không biết chữ. Trời ơi mày, tao biết chữ nè, là tao bị mù rồi, tao không thấy nữa. Trời ơi. Ông ấy ông ghi giùm tôi đi ông ơi, ông ấy ơi. Để đọc cho, tự ghi chữ. Đi. Đọc cho ghi giùm cái coi. Ủa, biết ghi không? Mẹ đọc nè, rồi ghi đi giùm đi ông bảo trợ này ngựa quá à. Ơi là trời, mệt thiệt á. Rồi, tên là Tốt Xì Bích. Rồi, nhanh đi, trời bệnh gấp lắm rồi. Rồi, rồi, bệnh nhân là Tốt Xì Bích đi. Bệnh nhân là Tutsi Messi. Tốt Xì bà nội mày tích cái xì. Mày nói Tutsi, tôi chẳng mày biết chờ. Tôi bị tên mẹ tao nha mày. Cái thằng bảo vệ này. Thôi được rồi, nhẹ lẹ đi. Tôi rồi. Cầm sinh. Trời ơi, được rồi, nhiều quá vậy, em xin 50 như tôi em. Tôi điện thoại, tôi chỉ nhà. Rồi có bị trúng, rồi bị ho, rồi bị đau bụng. Tao bị mù lẹ đi cái thằng này. Trời ơi, bác sĩ, coi cái thằng bảo vệ làm ăn gì kì với bác sĩ. Trời ơi, bác sĩ quá vậy. Người ta gấp. Bệnh viện mà. Người ta gấp mù rồi, bị mù. Im lặng, bệnh viện chứ không phải nhà xác. Nhỏ nhẹ với khách hàng. Bác sĩ ơi, bệnh nhân đang bệnh. Bác sĩ ở đâu vậy anh ơi? Bên này, từ từ, nó làm như vô bệnh viện nó làm. Được rồi, bây giờ bệnh nhân thì theo tôi, còn anh ở lại viết bản khai báo y tế với test COVID nha. Dạ, rồi. Có gì okay. Dẫn đường giúp cô ấy nha, cô ấy mù quá. Bác sĩ đâu rồi? Nắm tay đâu vậy? Đi theo tôi nè. Ở đây. Rồi vậy đi. Rồi, tao không biết chữ mà cái thằng này tao nói hoài ra thằng này, mày biết làm cái gì? Mày không biết viết hả? Người ta xăm cho tao, bây giờ mày ghi không tao xăm nguyên cái người mày luôn mày. Mày ngon mày xăm, hình xăm mày to nhờ. Mày bố lão. Cái gì? Biết chữ là tao ghi, người ta nói hoài cái thằng cháu bảo vệ này mày ly nha mày. Ơi là trời ơi, không ấy mày ghi giùm nó đi Huy ơi, mày quằn nó hoài vậy, nãy giờ tao gửi xe lâu quá trời mới chưa xong nữa, làm gì vậy Huy? Im lặng ơi. Trời ơi, lẹ đi ông ơi, tôi còn coi vợ của tôi nữa ông. Mày tao mệt mày quá à, mày ra đây mày tao lo gì đỡ coi. Rồi, cái này tao biết, rồi lo đi. Rồi đứng yên nha, đứng thẳng lên. Rồi. Ai mày cao tới không vậy? Ôi, mày đo cái gì của tao vậy mày? Ngồi xuống lại, xin lỗi. Mày mệt hết. Ơi, nóng vậy? Nóng cái đầu mày. Nóng hả? Ok. Mày đo lộn chỗ. Coi chừng anh đi ngoài trời đó, anh phủi cái đầu anh mát xíu đi. Rồi, mày lẹ này nó quằn quá ông ơi. Đo lại nha. Đo. Rồi, được chưa? Ê, sẽ xanh rồi. Rồi, mời anh bước vô. Được rồi. Nhớ là ngày lát nữa ra ngoài đi nữa. Thôi, đi vô đây, mệt mày quá. Dễ khùng. Được rồi, thôi bây giờ y tá Nabi có gì là ghi hồ sơ cho bệnh nhân. Đồ rồi có gì đưa lên lầu giúp tôi nha. Rồi, ok bác sĩ. Rồi cô ghi tên tuổi vô trong đây cho tôi. Mù rồi sao ghi bà nội? Bà nội nè, không thấy à? Đâu rồi, anh ghi giùm em coi, anh tốt xì nãy mới nghe tiếng không? Ừ vậy thôi ghi anh. Cái anh này ghi giùm cái cổ đi. Để tôi ghi giùm cho. Ôi tôi đâu biết chữ. Trời đất. Mày đi khám bệnh mà mày không biết chữ hả con? Mày nói mày đáng đời lắm. Mày lo gì của mày nữa mày? Thôi. Cô sợ ơi, có cách nào không cô?
đưa tôi lại tôi ghi cho. Khổ dạ, quá dạ, trời đất. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. À chị cho lẹ. Alo, có bệnh nhân mới à? Ờ đúng rồi. Chúng ta có một bệnh nhân mới. Đây, bây giờ cô Kissy Missy. Cô đi theo y tá dắt nha. Đây con đây. Sao y tá dắt ở đâu vậy? Chị ơi, đi cùng em nè. Nắm cái tôi, nó dắt đi theo. Tôi lỡ dở, tôi cho. Rồi, đi hướng này em ơi, hướng này, hướng này. Lên. Khổ quá. Cộc, y tá đi ha. Vào đi. Bệnh nhân à, chị vô chị ơi. Chị cho chung quân tôi. Cúi đầu xuống em. Rồi này. Rồi. Thôi mời. Mời bệnh nhân ngồi giùm tôi đi, y tá dắt. Ok, đây. Ngồi xuống đây chị. Rồi đó. Đúng rồi. Hồ sơ đâu? Hồ sơ chị đâu ơi? Đây. Rồi cảm ơn chị. Rồi. Bệnh nhân bị gì anh ơi? Để coi. Khám mắt lại khám tay chân. Mắt chị bị gì chị? Chị bị không thấy được. Đúng rồi. Vợ của tôi em thấy nó như này nè, là bị chịu có dấu hiệu là bị của đục thủy tinh thể. Là bây giờ mình phải phẫu thuật đó anh. Đúng rồi, đâm vô con mắt. Tiểu thuật, tiểu phẫu ơi, nhẹ. Ơi, có sao không em? Em được không em? Từ từ để em coi thêm. Với lại trong đây có thấy là khám tay chân. Ủa, tay chân bị chị bị gì vậy? Bị tai nạn chị hồi nãy đi khám xong rồi xuống rồi chạy nhanh quá chị tay á chặt. Nói xe cái lỡ quẹt rồi. Kiểu này là bị hạng nặng đó, có thể là gãy tay gãy chân rồi. Kiểu này chắc là phải phẫu thuật rồi. Cái này là đại phẫu. Ôi trời ơi, nhiều bệnh đại phẫu để lắp xương lại, bắt vít đồ đó, có thể thì thôi bây giờ y tá dắt cùng tôi dẫn bệnh nhân đi qua phòng chụp CT đi. Rồi đi nào chị ơi, chúng ta sẽ chụp CT nè. Chụp CT. Đâu. Chân đụng vô tường chị ơi. À lộn phòng. Đây phòng này nè. Đúng rồi. Chuẩn bị lộn chị ơi. Vô. Đụng đầu chị ơi. Ok. Rồi giờ anh trai ra ngoài anh trai. Ơi tôi muốn coi vợ tôi, tôi mới ở với vợ tôi. Rồi tôi cũng muốn ở với anh yêu. Chị giờ lên đây ngồi đi anh. Ok. Rồi y tá dắt chuẩn bị máy móc nha. Ok. Tôi sẽ chuẩn bị. Chụp hình CT cho nạn nhân đi. Để tôi ngồi ghi hồ sơ sổ sách cho. Bây chụp bây giờ kiểm tra cho tôi. Đâu rồi? Bây giờ cô đi qua đây theo tôi nè, dẫn vô đi. Chị là chị sợ dao kéo lắm nha, đừng cho chị nhìn thấy dao kéo nha. Trời ơi chị thấy anh nhìn được đâu chị ơi. Ai là dao kéo nè bác sĩ ơi. Không phải hôm nay mình chụp CT mà. Quên, chụp CT đàng hoàng nha. Ok, chụp hoàn tất rồi y tá thi ha. Đây. Ôi giời ơi, chân có vẻ bị gãy nha, chân gãy rồi, gãy xương rồi. Gãy chân rồi, nó ghi lại giùm tôi đây, tá dắt. Ok. Trời, nó quẹt xe có xíu mà gãy rồi. Trời ơi, mắt là y như tôi phỏng đoán luôn là bị đục thủy tinh thể rồi. Trời ơi, cái này có sao không em? Trời, cái này chị để lâu thì không bị gì đâu, đơn nhẹ là bị mù thôi. Anh không muốn đâu, không thì tới đó, được thì đó, bây giờ người ta phải giải phẫu. Mà giải phẫu, đúng rồi. Ừ, giải phẫu cho chị nha, chúc chị thành công nha, chúc các em thành công nha. Từ từ, xong chưa? Ok. Gãy chân, từ từ, anh đi ra coi, anh đi ra ngoài đi, ai cho vô đây. Tôi coi vợ tôi mà. À, chị đứng dậy em tôi cái. Ok, gãy hai chân luôn. Gãy cả hai chân luôn, gãy hai chân, mù hai mắt. Trời ơi, mù hai mắt. Đục thủy tinh thể hai mắt. Chuẩn đoán gãy hai chân, đục thủy tinh thể. Nặng đó. Quá chạy xe kiểu gì không hiểu luôn. Con mắt liên ơi, chạy xe trời ơi. Chạy xe sao gãy chân con ta vậy? Trời ơi, chạy quá mà. Ok, ta dắt dẫn lên gặp bác sĩ với tôi không ơi. Lẹ đi bác sĩ ơi, sao nhiều công đoạn quá vậy, vợ tôi sắp chơi mù rồi kia. Ôi ơi, có xe lăn, lấy xe lăn đẩy cho nó đi, y tá dắt ơi. Ok, có xe lăn trong đây nè. Vô trong đó, y tá dắt đẩy nha. Y tá Nabi ơi. Ok. Đây. Cái bệnh án. Dạ, tính tiền giùm em đi bác sĩ ơi. Bây giờ anh tính thanh toán bằng tiền mặt hay là thẻ? Dạ, có cái thẻ này bác sĩ. Bác chết lộn cái này, thẻ dưới xe của em lộn. Gì vậy trời? Dạ, cái này mới đúng rồi bác sĩ. Rồi đó. Rồi. À, nhưng mà để tôi coi hồ sơ coi. Chuẩn đoán rồi còn phẫu thuật nữa. Nhập viện hơi mắc nghe anh trai. Dạ không sao hết, tiền bạc là em lo hết, vợ của em mà. Rồi, để em cà. Cái này cà hơi đậm nè. Rồi. Đó. Dạ rồi. Trời đất ơi, sao bắt dữ vậy bác sĩ? Trời đất ơi, đúng rồi, vừa phẫu thuật vừa nhập viện, nó có 10 triệu mà cái mắt.
Trời ơi, 10 triệu. Thôi gọi dù sao cũng gì vợ của tôi. Vậy xong chưa bác sĩ? Xong rồi đó, anh đi vô, anh đợi vợ anh đi. Dạ dạ rồi, em rồi. Xong chưa, tá giác ơi. Rồi, xong rồi. Lần đều ra. Coi vợ anh nghe. Hello, ông cởi. Tôi xin hồ sơ lại thành tá cho y tá Nabi ơi. Anh đáng rồi mà, hồi nãy hồ sơ đâu? Quên. Đây. Trời ơi. Đây, nhưng mà quên điền tiền vô rồi. Khỏi đi. Đấy. Đẹp chưa? Thôi. Đẩy đâu ra đây vậy? Trời ơi, đẩy cái gì vậy? Đẩy vô tôi tình cảm để tôi đẩy vợ tôi cho. Rồi cho đẩy đi. Rồi. Rồi rồi, để tôi lên kêu Xí ơi. Hả? Có bệnh nhân. Trời ơi, tôi đang nói chuyện với cấp trên. Đẩy được không? Trời ơi, khó quá. Ơi, tự đi luôn em ơi, tự lăn đi em ơi. Vô vô đây, giờ anh đi ra ngoài đi. Rồi. Đi tới nha. Yeah, sao? Dạ đây, bác sĩ, đây bác sĩ. Để tôi coi. Bệnh nhân tôi là Kissy Missy, khám mắt, khám tay chân. Chuẩn đoán gãy hai chân, đục thủy tinh thể. Ok, em được rồi. Khám rồi bác sĩ ơi. Bây giờ chỉ có bác sĩ cho ngày mổ luôn được không? Mổ liền. Coi cái. Mổ liền rồi bác sĩ. Thật lâu là tôi cù luôn á. Đau quá rồi á. Anh dắt. Yeah, đi lấy cho tôi cái máy đầu huyết áp với lấy cho tôi cái tai nghe để khám coi. Nghe này bác sĩ. Đâu? À đây. Trời ơi, tôi quên. Biết quên hết. Trời ơi, bác sĩ ơi, em nói bác sĩ rồi, em đã khám rồi, em cho em xét nghiệm rồi, cái thứ hết rồi. Bây giờ việc là mổ thôi bác sĩ. Vậy tại sao không để vô cho tôi biết là nhịp tim đang bao nhiêu? Biết áp có ổn định để mổ không trời? Cái đó thì tụi em chưa đo bác sĩ. Trời ơi. Tôi đem luôn nè. Trời ơi, thôi giúp tôi. Ổn định không? Ổn định nha. Ok. Cái gì anh trai? Ổn định. Tôi rung quá. Được rồi. Thôi, đưa bệnh nhân lên phòng mổ luôn đi. Đây nè. Rồi lên đây em ơi. Rồi vô chị, Ông đi xuống. Quên. Cho bệnh nhân lên đi. Ra ngoài đi. Rồi cho người nhà ra ngoài. Sao đâu, bệnh nhân sẽ đỡ. Y tá ra ngoài. Ok. Chúng ta tiến hành luôn phẫu thuật bác sĩ. Em kêu thêm y tá vô. Đây dắt ơi. Trời ơi anh ơi, giờ chỗ ngồi đi, đứng giữa hành lang cái gì? Anh đi qua bên kia đây, ra kia ngồi đây tí xong rồi. Tôi làm được. Ôi anh qua đây nè, cho. Ok. Rồi vô bác sĩ ơi. Thôi, chúng ta chuẩn bị luôn nha bác sĩ. Chúng ta chuẩn bị thôi. Rồi. Thuốc ngủ đi thành công nha. Ok, lấy kim tiêm cái nào. Tao một liều thuốc ngủ đi. Liều thuốc ngủ đây. Lấy máy ra đó. Chị ơi, há miệng ra a nè. Ai rắp. Rồi. Ok. Rồi ngủ đi chị. Rồi ngủ ngon nha, xong là xong hết nha, không có gì nha. Ok rồi. Ok. Bắt đầu thôi bác sĩ Dâm ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ôi giời. Ê rồi bác sĩ lên bác sĩ ơi, bác sĩ đây là hồ sơ bệnh của Kissy đây. Bác sĩ. Ok, được rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ coi trước là cái phần chân nha. Phần chân. Okay. Dạ. Ồ, phổi nè, mắt nè. À chân đây bác sĩ ơi, màu cam bác sĩ. Hey. Đi, vô đúng thôi. Luôn. Ok. Vô nào. Ôi giời ơi. Có khá nhiều chân đang bị gãy nên là chúng ta sẽ nói lại hả bác sĩ? Đúng rồi, nói lại nha, còn tôi thì tôi sẽ phụ trách cái việc mà cầm máu cho những cái vị trí này. Người ta dắt ơi. Đây, tôi đã chuẩn bị mấy cái vảnh mụn xương nè để chúng ta có thể nói lại. Tôi xin đây bác sĩ ơi. Dạ nè, bác sĩ nè. Thì người ta dắt đưa đi. Coi đây, em coi những cụ xưa này đã. Ok, công việc đơn giản thôi. Lắp chỗ này. Trời ơi, phần xương chậu nè. Rồi, tôi lắp nha. Ê, quên, lắp cho kỹ nha. Đừng coi chừng bị thiếu bên trong nha. Là người ta bị yếu đó nha, y tá ơi. Coi chừng chị liệt cả đời luôn. Cái gì vậy? Ê, đừng dở ơi, trong phẫu thuật chúng ta không nên dở nha bác sĩ. Ok, lỡ tôi. Nghiêm túc. Tôi sắp xong rồi, y tá ơi. Rồi, phần xương ở bên đây ổn định hơn rồi nè. Ok, phải đập mấy cái này luôn. Rồi ok rồi, tôi xong rồi. Sắp bên đây cũng gần sắp xong rồi. Ôi, phần này phần dư đó, phần dư đó. Đi thu dọn giùm tôi đi. Bên kia không có này. Rồi đi thu dọn đi, y tá dắt ơi. Ok, được rồi. Mấy cái này rồi, xong hết rồi bác sĩ ơi. Tôi thấy là nó chưa ổn định lắm á. Chưa ổn định gì nữa bác sĩ. Không hết rồi mà. Để coi, kiểm tra kỹ nha. Tại mấy cái này nó rất là nguy hiểm, chúng ta mà ghép không chuẩn một cái là bệnh nhân thấy chỗ này nó bị lệch là kiểu gì vậy bác sĩ? Chỉnh lại đi. Rồi, chắc rồi, do xương phát triển không đúng đây. Rồi bác sĩ ơi. Rồi tôi thấy hợp lý rồi đó. Em xong bây hết giờ... bác sĩ này. Bây giờ mình rồi, làm gì bác sĩ? Hoành da lại. Chúng ta hoành da lại thôi. Tiếp theo là chúng ta phần gì vậy bác sĩ? Tiếp theo là chúng ta tới phần đục thủy tinh thể của mắt nha. Trời vô rồi, phần này khó nha. Vô thôi. Ui. Cái này phải cẩn thận á. Ôi trời ơi, mấy thứ gì xung quanh cái mắt vậy? Xử lý cái một bên mắt trước đi, xử lý cái vàng của đúng rồi đó.
À, không 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 không. Bác sĩ giờ làm xử lý sao bác sĩ? Đi màu vàng chưa hả bác sĩ? Bây giờ chúng ta phải xử lý. Bác sĩ ơi. Ừ, đúng rồi. Chúng ta phải xử lý nó sạch. Y tá dắt làm đi. Ok. Ok. Vô nào. Ý, mấy cái này hơi ghê á. Rồi có mấy cái xung quanh luôn nè. Bàn xung quanh nữa nè. Đâu đâu nữa các bác sĩ dắt, y tá dắt chứ nhầm. Trời ơi. Ở trên nè. Phải còn xung quanh hình như có phần ở trên nữa thì phải. Tôi leo lên đây. Đây đây. Rồi. Rồi ở đây nữa này. Mắt kìa. Okay. Ơi ơi con mắt bên kia bác sĩ. Hả? Thôi mình làm sạch chứ đi. Làm sạch cả hai mắt chứ đi. Làm sạch cả hai mắt chứ đi. Y tá dắt ơi, làm sạch hai mắt ơi, làm sạch hai mắt ơi. Đây ở đây ở đây. Ôi da ôi da. Mua nước mắt nè. Tôi có nước đây vậy? Vậy? Mình nên lấy nào vậy? Chậm đi, chậm nước lại, chậm nước lại. Để tôi chậm, chạy nước mắt không chứ. Ok. Ok, bây giờ mình làm cái lớp màu trắng đúng không bác sĩ? Ừ, đúng rồi, bây giờ chúng ta xử lý lớp màu trắng nha. Đó, đè lại nha, y tá dắt ơi, đặt lại nha. Ok, đặt lại mấy cái thứ màu đen rồi đúng không? Ok. Biểu tì phồn luôn. Đây nữa. Được chưa y tá dắt, đặt lại nha. Đơn giản thôi, đặt lại nha. Nhớ lắp lại nha, không lắp lại, cẩn thận xíu nha, không đừng... Mắt là phần nguy hiểm lắm đó. À, đúng rồi đó. Làm cái là đuôi thiệt luôn. Rồi, xong rồi, đẹp rồi. Trời ơi, y tá dắt ơi. Sao thế? Sao này nó béo xẹo vậy? Thiếu tùm lum kìa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, người ta mù nha ông nội. Ok. Rồi, được xong rồi, xong rồi. Woohoo. Yeah ơi, làm phần khác. Tiếp theo là khám phần gì vậy bác sĩ Dâm? Tiếp theo là khám phần bao tử nha. Bao tử phổi nè, não nè. Ai bao tử nè. Màu xanh. Vô thôi. Ôi trời ơi. Ew. Xử lý đi bác sĩ ơi. Xử lý gì đây? Tôi sẽ xử lý. Cái cục đen rồi nó ăn cái gì? Chắc cây anh bạn trai kia cho ăn tùm lum quá rồi đây. Cái gì mà ghê dữ thần. Trời đâu ơi. Dẹp sạch đi. Ăn cái gì đỏ này ăn thịt nhiều lắm nè. Cái này là ăn thịt nhưng mà toàn là thịt sống không nè. Ừ. Tôi thấy có vi khuẩn mấy cục đen này nữa nè. Ta phải làm sạch nha. Thấy giờ tay quá, đề nghị tăng thêm tiền điều trị. Ừ đúng rồi đó, tôi nghĩ vậy là hợp lý rồi đó bác sĩ ơi. Ăn thêm tiền điều trị chứ kiểu này là làm kiểu này tốn tiền biết bao nhiêu. Với lại làm vậy cho người ta chừa để mai mốt không ăn đồ như vậy nữa. Trời ơi, nguy hiểm quá, nhiều thứ ghê luôn á. Đập đây. Trời ơi, cái gì đâu mà. Gần ăn tử luôn á. Ôi có cái gì ở dưới cái chỗ mà gì nè. Kìa. Cái cục xanh lè xanh lè như mất trắng gì. Ui cục bên kia, cái cục kia sao bác sĩ? Kìa nào em? Ở giữa đen tiêu hả ta? Hay là mắt xương vậy? Tôi nghĩ cục xương thịt gì cục xương đó. Mắt xương trong cơ thể rồi. Thì chúng ta cần phải bỏ ra bác sĩ. Thôi căng nha. Ok, tôi qua. Đấy, đập ra. Trời ơi, cái gì vậy? Ăn cái gì đó không biết. Ăn cái gì tầm bậy tầm bạ không à. Tôi thấy chị này ăn bậy quá bác sĩ ơi. Đúng rồi đó. Bây giờ kiểu này là mình ra mình phải la cô ấy nha. Ăn đồ nhuyễn giùm tôi cái đi. Đúng rồi. Vô ăn đồ dễ tiêu hóa, ăn cái gì nguyên cái đùi gà hay sao á. Mỗi phần ăn của chị này thì cho ít nhất là 100 gram rau nha dắt. Trời ơi. Rau dữ vậy bác sĩ. Ừ, bây giờ chỉ có cách này mới giúp chị đó tốt lại cái bụng thôi. Trời ơi, cái gì mà rau dữ thần vậy. Rồi, xử lý xong rồi, để tôi đi lên coi. Lên đi. Còn cục cuối nữa rồi. Rồi. Ở dưới còn cục. Thôi không sao đâu. Từ từ nó tiêu. Nó tiêu hóa được. Rồi, vô. Xong rồi, xí ơi. Xong rồi đó. Yay. Rồi, tí nào. Ra thôi. Woohoo. Rồi, cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Không phải là bác sĩ, vậy mình đi ra thôi bác sĩ. Trời ơi, phẫu thuật xong rồi, phải ra coi vợ, nhanh lên. Trời ơi, không biết xong chưa, lâu quá vậy trời. Ôi, bác sĩ ra rồi. Sao rồi bác sĩ? Chúng tôi cố gắng hết sức. Trời đất ơi. Sao bác sĩ, sao? À, chữa thành công rồi. Trời đất ơi, sao kêu cố gắng hết sức ông nội này, làm hết cả hồn này. Thì cố gắng hết sức mới sửa thành công chứ. Trời ơi, làm ơn đừng có nói cái câu đó, dùng cái câu khác đi. Trời ông là bác sĩ bao năm rồi ông nói câu đó. Ờ, tào lao á, đi ra ngoài đi, thanh toán phần còn lại của viện phí rồi cho xuất viện nè. Rồi cho tôi xem vợ tôi cái đã chứ. Từ từ đi, băng bó bên trong. Rồi. Đây, tôi đi ra chung với anh này. Rồi, theo tôi. Rồi, thanh toán giúp tôi. À, đưa thẻ đây ạ. Vâng, đây. Tôi sẽ thanh toán phần còn lại giúp anh. Bệnh viện tôi là chuyên nghiệp. Rồi, tôi chưa thấy được mặt vợ tôi làm sao nè, không biết cửa sao, nó trời ơi, thanh toán lại. Xong rồi đó. Cảm ơn anh. Rồi. Qua đây nè. Rồi ngồi này đợi, đứng này đợi đây, tí bác sĩ đem dẫn nha. Tao bác sĩ. Y tá dắt đen. Bác sĩ vô nói chuyện với anh kia đi để tôi qua coi y tá dắt coi. Trời bác sĩ, vợ tôi ổn không bác sĩ? Ổn, anh cứ yên tâm bây giờ y tá sẽ đẩy chị nhà qua đây.
Rồi rồi rồi, dạ tôi hiểu rồi. Nhưng mà có cần kiêng cử gì sau phẫu thuật không bác sĩ? Chắc chắn là phải có rồi. Và hãy kiêng giùm tôi thịt bò và rau muống trong 2 tuần đầu tiên nha. Dạ tôi hiểu rồi, dạ. Trời ơi, cho chị ấy ăn nhiều thịt vô để cung cấp đủ máu nha. Và nhớ không cho chị ấy ăn thịt sống nha. Ôi trời đất ơi. Đồ tái cũng chẳng được luôn. Ồ, gì kỳ vậy bác sĩ? Bình thường là vợ cứ... Và một ngày nạp ít nhất là 300g rau cho 3 bữa ăn nha. Là mỗi bữa 100g rau đó. Và nhớ là chân đang bị gãy, nên là đợi khi mà cắt bột á thì nhớ là cho chị ấy đi tập vật lý trị liệu nha. Dạ rồi, tôi biết để rồi. Để đi đứng sau này nó có thể là bình thường không thôi là đi đứng khó khăn rồi còn bị tật nữa đó. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Khoan, cái điều quan trọng nè. Bao tử chị ấy á ăn khá là nhiều đồ và tôi thấy là có... Ủa? Ăn xương nuốt trọng xương luôn á. Bác sĩ có lộn không? Bình thường vợ tôi ăn ngày có 3 con gà. Trời ơi, bây giờ tôi bác sĩ hay anh bác sĩ? Anh không nghe lời bác sĩ nói à? Dạ bác sĩ là bác sĩ. Dạ đúng rồi, bác sĩ anh mình. Trời, anh được mình. Rồi, bây giờ anh nghe tôi dặn thôi. Rồi, dạ luôn đi y tá. Rồi, mở cửa giùm tôi coi. Rồi, không được ăn á nha, ăn nhiều đồ thịt đồ nha, rau thôi. Anh đi ra, lấy xe đi, để tôi đẩy ra giùm cho. Ủa, có ai thấy thẻ xe của tôi không? Anh ơi, cho tôi lấy xe nhưng mà tôi bị mất thẻ xe. Vậy thẻ xe của anh sao tôi biết? Trời đất ơi, mất thẻ xe làm sao mà lấy xe được anh? Vậy là để xe lại đi bộ về anh ơi. Trời ơi, sao được anh? Không được, vợ tôi chạy thế kia sao đi bộ cho anh ơi. Trời ơi, tội nghiệp không nè. Trời ơi, có gì để chứng minh là xe của anh không? Có một chiếc xe à. Dạ, tôi có giấy tờ xe này đủ rồi, tôi đưa bác sĩ. Có, tôi đưa này, tôi đưa bác sĩ. Từ, đây, anh coi kiểm tra giùm tôi. Thôi, anh ơi, cho em đi. Không có giấy tờ rồi, được rồi. Ờ, thì đúng xe của anh, nhưng mà phải đóng 500k tiền phạt thẻ xe nghe. 50k rồi. Lộn, 50k rồi. Trời ơi, đâm tham dữ. Trời ơi. Trời ơi, tiền bạc. Trời ơi. Để xe xin vô, để cho anh chạy xe ra, chắc ơi. Bảo vệ, dẹp ghế vô, bảo vệ. Dẹp ghế, để tôi dẹp ghế của nhỏ này. Dẹp ghế này nè, ba ơi. Ghế xe này vô cho người ta chạy ra. Tưởng ghế kìa. Dạ luôn hả? Để xe ra luôn rồi. Trời ơi, phụ dính lên đi, ba ơi. Vô. Để làm sao giữ? Xe lăn nè. Đây, tôi có cách. Để gần đây. Rồi, ok. Bưng ra nha, bảo vệ ơi. Trời ơi, cái này ổn không vậy mấy anh? Cái này ổn không vậy? Không sao. An toàn. Đừng có xây bờ, chạy đi. Chạy đi. Bệnh nhân không cảm giác gì đâu. Đừng có xây. Rồi. Ơi, cảm ơn bác sĩ y tá nha, tôi không quay đầu được nhưng mà được rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Không sao. Chạy từ từ mẹ. Bye bye. Chạy từ từ thôi. Lên lên ga cái. Rồi sẵn sàng cho em ơi, đi nha. Ôi giời ơi. Tôi có cảm giác lát nữa sẽ có 2 bệnh nhân mới. Thôi vào thôi. Vô làm việc lại đi coi, lẹ lên ơi. Vô thôi. Vô. Pick up the phone.